chúng ta sẽ đi đó là chuẩn vân tay VKP. Và đây là chuẩn vân tay đặc biệt trong chuẩn vân tay lớn, đó là chuẩn vân tay vớt. Và VKP thì về hình dáng nó giống như là con mắt cong. Và người mà sở hữu chuẩn vân tay này thì nằm trong tính cách thì cá tính của người đó sẽ rất là mạnh. Nhưng mà nếu mà nằm trong ngón khả năng thì tài năng sẽ nằm ngay ngón đó, tại vì chuẩn này là chuẩn vân tay đặc biệt. Và nhưng ví dụ nếu mà người sở hữu chuẩn vân tay VKP nằm ở cái ngón về vận động thô, đó là cái ngón về vận động toàn thân, thể dục thể thao, thì có nghĩa là người này có tài năng về thể dục thể thao. Họ chỉ cần sử dụng động tác tay chân, ngôn ngữ hình thể thì sẽ cuốn hút được người khác rất là tốt. Và do đó chúng ta cần để ý với những người mà sở hữu chuẩn vân tay này. Và nếu mà người nào mà sở hữu chuẩn vân tay này, chúng ta nên khuyên là họ là nên làm một bài sinh trắc để giúp cho họ là tìm ra tài năng thật sự họ nằm ở đâu đó. Chúng ta phải để ý về điều đó. Và về tính cách của người sở hữu chuẩn vân tay VKP này là một cái tính đầu tiên, đó là khá là mạnh mẽ. Và cái người này là cái người sự cầu toàn rất là cao, có nghĩa là họ muốn làm một việc gì đó thì họ yêu cầu vấn đề đó nó phải gần như là hoàn hảo, gần như là hoàn hảo. Xét theo thang điểm là 100 thì phải là 90, 80, 90 thì họ mới dám làm. Thì chính vì việc đó thì cũng là cái hạn chế, nhưng mà yêu cầu cao mà họ cũng lại là một cái mặt thuận lợi của họ. Nếu mà làm đúng ngành, đúng lĩnh vực thì được gọi là thuận lợi. Ở khía cạnh là yêu cầu tuyệt đối thì người này làm việc rất tốt. Người này sẽ đặt ra tiêu chuẩn cao, để ý đến từng chi tiết. Có nghĩa là người sở hữu chuẩn vân tay này thì quan sát về mặt chi tiết rất là tốt. Nếu mà lần đầu tiên mà gặp thì VKP sẽ quan sát về tất cả mọi cái, về ngoại hình của mình, cách ăn mặc, cách nói chuyện của mình. Nó để người ta đánh giá về mình như thế nào thì cái đó là họ quan sát rất là kỹ. Và luôn thể hiện bản thân theo cách riêng của mình. Có nghĩa là người sở hữu chuẩn vân tay này, họ không có quan trọng người khác đánh giá gì về mình. Có nghĩa là họ thích thể hiện theo cái suy nghĩ riêng của mình. Họ muốn thể hiện như thế nào thì họ thể hiện như vậy. Còn ai đánh giá mình như thế nào thì cái việc đó họ không có quan trọng. Và người sở hữu chuẩn vân tay này rất là nhạy bén và sắc sảo trong nhận thức, khéo léo trong giao tiếp và có khả năng xây dựng tình thế rất là tốt. Có nghĩa là người sở hữu chuẩn vân tay này thì giao tiếp rất là khéo. Và nhân hay ví dụ và nhân nói là nếu mà một cái đi đến một cái nơi nào đó mà cái nơi đó, cái người đó, người bạn của mình đi mà nấu ăn không ngon thì người này sẽ ăn ít hơn một chút, chứ không có chê thẳng là cái người đó nấu ăn dở hay không. Và khi mà người này mà gặp làm việc, mà khi mà gặp vấn đề khó khăn thì người này sẽ luôn có những cách để khắc phục và hoàn thành cái mục tiêu của mình rất là tốt. Và người sở hữu chuẩn vân tay này thì nói lên bẩm sinh là một cái nhà lãnh đạo rất là độc đáo. Có nghĩa là nếu mà người sở hữu chuẩn vân tay này là tài năng ở lãnh đạo là họ có nghĩa là rất là đặc biệt và có năng lực bẩm sinh trong việc là gì, thu hút và truyền cảm hứng. Nếu mà người mà sở hữu chuẩn vân tay này trong bốn ngón về tính cách thì khả năng của họ là đi một cái người là truyền động lực rất là tốt, là một cái diễn giả rất là tốt. Do đó chúng ta phải lưu ý và có khả năng thuyết phục người khác bằng niềm tin và quan điểm của mình. Nếu mà người sở hữu chuẩn này thì họ chỉ cần biết một cái vấn đề gì đó mà họ đi chia sẻ về người khác, do cái cách nói chuyện cuốn hút từ người khác và họ tin vào vấn đề đó là có, và cái nhiệt huyết và cái sự tự tin của họ thể hiện ra bên ngoài và làm cho người khác tin tưởng theo rất là tốt đó. Và tư duy của người này là sáng tạo, là hình thành ý tưởng mới. Có nghĩa là nếu mà người sở hữu chuẩn vân tay VKP nằm ở ngón về sáng tạo ý tưởng thì nói bên là ý tưởng của họ cũng rất là tốt, và ý tưởng theo cái chiều hướng là cầu toàn và đẹp, anh chị lưu ý luôn. Có khả năng trong việc nhận diện và tạo ra sự khác biệt đó. Và chuẩn vân tay VKP thì nói lên là có khả năng là dự đoán, tạo khám phá và tạo ra khám phá thị trường mới. Có nghĩa là người sở hữu chuẩn vân tay này do cái kinh nghiệm của mình, do sự quan sát của mình và do sự nhạy bén trong nhận thức của mình, họ quan sát ở nơi đó nên làm những công việc gì hoặc là kinh doanh cái gì để đem lại cái lợi nhuận nhiều hơn, hoặc là một cái kinh doanh gì đó mới nó tốt hơn, chứ không phải là họ tạo ra một cái thị trường, một cái ngành mới. Cái đó là không phải, chúng ta phải lưu ý. Và người sở hữu chuẩn vân tay này thì lại rất là tự tin và luôn là lạc quan, chủ động và quyết liệt. Có nghĩa là họ tự tin về thể hiện bản thân của mình, cho dù là đẹp hay là xấu, cái đen hay trắng, ăn mặc như thế nào quan trọng, nhưng mà họ rất là tự tin khi mà đứng trước đám đông và thể hiện trước đám đông. Cạnh tranh mạnh mẽ, luôn nỗ lực trong hành động và biết vận dụng nhiều phương pháp để chiến thắng và đạt được mục tiêu. Đối với cái người sở hữu chuẩn vân tay VKP mà muốn đạt được mục tiêu thì họ sẽ có rất là nhiều cách để đạt được cái mục tiêu của mình.
Và ở đây chúng ta lưu ý là cái người này sẽ không bất chấp để đạt được mục tiêu như mình mong muốn đó, mình để thường có xu hướng thể hiện sự quan tâm đến mọi người xung quanh và biết lắng nghe. Có nghĩa là người này là quan tâm đến mọi người rất tốt và người khác chia sẻ cũng nghe, họ thể hiện như vậy thôi, nhưng thật sự ra cái tôi của người sở hữu chủng vân tai này rất là cao, và có thể nói là cao hơn chủng vân tai VKT, VKS rất là nhiều. Và khi mà người này á, làm việc gì đó thì cái sự chủ quan của người này cũng rất là cao, tại vì tài năng của họ rất là lớn. Người này là sở hữu chủng vân tai đặc biệt thì rất là tài năng, thì do đó họ sẽ rất là khó để có thể là nhận những lời góp ý từ người khác, tại vì cái người này nhận thức rất là cao và họ luôn đề cao bản thân của mình hơn người khác, thì chính vì việc đó cũng là một cái hạn chế rất là lớn. Rồi nhạy cảm tinh tế về cái đẹp, và đây là một cái câu nói lên chủng vân tai VKP, là nói lên là về cái đẹp. Họ làm một cái việc gì đó họ cũng phải cầu toàn rất là cao và nó liên quan đến cái đẹp nó mới được. Khi mà họ thiêu thì người ta thiêu ba đường chỉ, đó là chuyện bình thường của người ta, nhưng đối với họ là họ phải thiêu bốn đường nó đẹp hơn thì nó mới chịu. Và người mà sở hữu chủng vân tai này thì trong vấn đề về tình cảm thì cũng đòi hỏi cái đối phương á, về ngoại hình như thế nào, cái cách về nói chuyện như thế nào, đó cũng phải đạt cái yêu cầu của mình, nó liên quan đến chữ đẹp. Và thiên về nghệ thuật và ý thức về thẩm mỹ rất là tốt. Và người sở hữu chủng vân tai VKP ở đây thì có các nhân vật nổi tiếng mà chúng ta cần quan tâm, đó là nghệ sĩ Kim Cương, Thành Lộc, Quang Dũng, đó là những cái ca sĩ mà sở hữu chủng vân tai đặc biệt nằm ở ngón về nghệ thuật. Và nếu một cái người mà sở hữu chủng vân tai VKP nằm ở ngón nghệ thuật, ngoài tài năng ca hát trời ban cho, thì khả năng về đàm phán thuyết phục, cái cách về nói chuyện cuốn hút người khác rất là tốt. Do đó người mà sở hữu chủng vân tai này nằm ở ngón nào thì tài năng ở ngón đó, chúng ta phải sẽ lưu ý. Và đề cao tác phong chuyên nghiệp, có ý thức xây dựng hình ảnh cá nhân và hoàn thiện bản thân. Và người sở hữu chủng vân tai này thì cũng hoàn thiện bản thân rất là sớm, ý thức về bản thân, về hình ảnh cá nhân rất là tốt, có nghĩa là về cách ăn mặc, cách nói chuyện, cách đi đứng của mình rất là khéo léo, cư xử rất là tốt. Cho dù họ không thích mình đi chăng nữa nhưng mà cách về giao tiếp của họ cũng rất là ok, rất là tốt. Và đề cao tác phong chuyên nghiệp ở đây có nghĩa là họ cần cái người khác thật sự giỏi hơn họ thì họ mới hoàn toàn tin tưởng và nghe theo. Về trong học tập cũng vậy, nếu một cái người mà không đủ khả năng mà nói chuyện với người này, mà hướng dẫn cho cái người mà sở hữu chủng vân tai này thì họ cũng không nghe. Và ở đây nhưng có một cái ví dụ là có một anh hát rất là hay, và anh đó cũng sở hữu chủng biên cốc này trong tính cách, nhưng mà bỏ tiền ra rất là nhiều để đi học nhạc nhưng mà cuối cùng cũng không thành công. Lý do đơn giản là khi mà đi học nhạc thì quan sát cái người mà dạy mình đó, thì chê cái người đó cái năng lực không đủ để dạy mình, mà trong khi mình là cái người đi học, thì đó là một cái vấn đề lớn. Nếu mà chúng ta không khắc phục được ấy, thì là một hạn chế vô cùng lớn đó, chúng ta phải để ý. Và kiêu hãnh và tự hào về bản thân, quyến rũ thu hút người đối diện, là cái người mà sở hữu chủng vân tai VKP mà nằm ở cái ngón về lãnh đạo hoặc là khả năng giao tiếp tương tác bên ngoài, mà sở hữu chủng vân tai này có nghĩa là về ngoại hình là họ sẽ cuốn hút được người khác. Họ đi đến môi trường nào thì sẽ có bạn bè tự đến làm quen, có nghĩa là cho dù là nam hoặc nữ thì đồng giới hoặc khác giới thì họ đều muốn làm quen với người này, đó là sự cuốn hút với người đối diện đó. Cái này thì sinh trắc vân tai cũng không giải thích được theo khoa học là như thế nào, nhưng mà ở đây nè, cái người này thì luôn tự đề cao bản thân của mình và kiêu hãnh về bản thân của mình, giống như là mình là đứng đầu như vậy, thì cái này là cái hạn chế rất là lớn. Và cái người này là rất là giỏi, nhưng mà cái sự thành công, đạt được sự thành công thì họ phải cần lại giảm những cái hạn chế trong tính cách của mình, thì khi đó họ mới đạt được sự thành công sớm. Còn lại thì họ sẽ rất khó, tại vì mình nhìn thấy được vấn đề rất là tốt hơn người khác, rất là ok, nhưng mà để người này làm thì do yêu cầu quá cao thì người này sẽ không làm được. Nhưng mà người này nói về cái ý tưởng, về vấn đề mà người này muốn làm cho một người khác thì người khác làm lại rất là tốt. Và khi giao tiếp tương tác với người này thì chúng ta cũng cần nói ngắn gọn mà thôi, cũng không cần phải nói dài dòng phức tạp về vấn đề về nhiều. Và cái người này cũng phải lưu ý là nên đi học hoặc là nghe về hoặc là đọc sách về đắc nhân tâm nhiều hơn, để có thể là giảm những cái yêu cầu của mình.